Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vinh. Thì tháng 6 chúng ta đã tới rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị và cùng với đó là những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho tháng 6 này nha. Và quý anh chị lưu ý cho em Vinh, cái dòng xe mà em muốn giới thiệu đến quý anh chị thì đó chính là chiếc xe Toyota Veloz và Avanza. Vẫn sẽ được hỗ trợ với mức lãi suất là 0% cố định 12 tháng đầu. Những khách hàng mua tiền mặt sẽ được tặng bảo hiểm và giảm giá tiền mặt dành cho những khách hàng khi mua dưới hình thức là chúng ta không chọn trả góp nha, chúng ta mua tiền mặt đó, hoặc là chúng ta vay các ngân hàng khác không phải ngân hàng tài chính Toyota đó. Và cùng với đó thì rất nhiều các dòng xe đang có chương trình giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chúng ta mua xe tại Toyota Hùng Vương đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang có hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe, mua bán xe cũ với mức giá cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn dễ dàng. Nhưng quý chị nào mà đang có nhu cầu muốn bán xe để đổi lên các phong dáng mới hơn thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline trên hình, kết bạn Zalo để tư vấn chi tiết nha. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chung nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe tỉnh nha. Không để quý chị đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào với các chương trình khuyến mãi về dòng xe, các mẫu xe đang có tại Toyota Hùng Vương nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh đi khám phá kho xe của Toyota Hùng Vương nha. Hiện tại trước mặt quý chị đây là mẫu Fortuner phiên bản máy dầu số rộng một cầu, và bản này là Fortuner Legender màu trắng nóc đen, nó hai tông màu nha quý chị nha, với mức giá là 1.185.000.000 đó. Cái màu trắng nóc đen này thì chắc chắn giá nó sẽ mắc hơn chút xíu nha quý chị nha. Xe sử dụng dầu Euro 5 đó, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi. Nội thất thì rất là đẹp, nội thất rất đẹp, hai tông màu đó, đỏ, ghế da đó, màn hình lớn đầy đủ, form dáng khỏe khoắn mạnh mẽ, động cơ máy dầu, đèn phía trước full LED đó. Xe này có giảm giá nha quý vị nha, 25-30 triệu. Rồi Camry thì sao? Camry thì nhiều khách hàng thấy cái bản bên Mỹ đẹp quá đó, bản này thì nó không còn đẹp nữa, nó không có sự mới mẻ. Đương nhiên là chúng ta mua một chiếc xe, chúng ta bao giờ cũng muốn có những cái mẫu mới nhất, chúng ta sử dụng những cái mẫu mới nhất chứ không sử dụng mẫu cũ. Và thực ra em đánh giá là cái mẫu này nó vẫn còn quá đẹp quý anh chị, quá đẹp luôn đó. Toyota Việt Nam nếu mà có thay đổi thì nên cân nhắc phải thật là kỹ luôn á, nó kỹ lắm nên mới đưa ra được cái quyết định là có thay hay không đó. Hiện tại chưa có thông tin gì nha quý chị nha về cái bản mẫu mới hết, có thì mình sẽ cập nhật ngay lên video. Bản này là 2.5 Q, an toàn Toyota Safety Sense đầy đủ hết. Tính năng của Camry thì full option ở quý chị, không thiếu gì hết. Veloz này, Veloz phiên bản ECVT đó. Veloz thì sẽ có hai bản, bản E với bản top, mà Veloz này bản ECVT thì sẽ có mức giá là 638.000.000 đó. Hiện tại thì bây giờ đang có chương trình giảm tiền mặt nè đó, tặng bảo hiểm nè, và nếu khách hàng vay mua xe thì có lãi suất 0% nữa đầy đủ đó. Bên đây là Ride, hai chiếc Ride, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng. Ride thì có mức giá ở bản tiêu chuẩn là 498.000.000 đó, một chiếc SUV cỡ nhỏ của nhà Toyota, trang bị công nghệ đầy đủ đó, xe gầm cao đó. Mức giá thì chỉ từ 498.000.000 thôi. Quý anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline cho em Vinh nha. Tiếp theo thì một cái dòng xe vừa mới ra mắt trong tháng 5 vừa rồi, Hilux đây. Chiếc này đã có khách hàng mua rồi, đã bấm số rồi nha. Đó, đây là Hilux phiên bản 2.4 máy dầu số rộng một cầu với mức giá là 706.000.000. Hiện tại thì Hilux đã bỏ đi cái bản số sàn một cầu rồi, nên bây giờ chúng ta chỉ còn cái bản mà số tự động một cầu thôi. Đó, màu bạc rất đẹp, đèn full LED. Thì dưới đây ta cũng xem sơ qua cái thùng một xíu nha. Có lót thùng treo xe luôn. Đó, không giống như chúng ta mua Ford là phải mua thêm cái lót thùng này. Đó, đây một chiếc Camry này, bản 2.5 Q màu đen. Avanza. Avanza thì sẽ có hai phiên bản, bản số sàn, bản số tự động. Bản này là bản số tự động với mức giá 598 nha. Đó, cũng giống như Veloz thôi, sẽ được hỗ trợ lãi suất 0%, đó, giảm giá tiền mặt, tặng bảo hiểm. Đây, Innova, chiếc xe bán quá chạy. Innova nha. Innova thì có hai bản, bản máy xăng và bản hybrid. Bản này bản hybrid nha. Bản hybrid này của chúng ta thì sẽ được trang bị kính trần toàn cảnh nè, đó, ghế thương gia Optoman ở phía sau nè, xe khóa cửa nè, mình không có mở được nha. Ghế thương gia phía sau nè, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 4.9 lít nè, đó, đầy đủ an toàn. Fortuner, con máy dầu số động một cầu. Bên đây có một chiếc Hilux nè, đó, anh đó anh đang cà số để chuẩn bị đi đăng ký xe. Đó. Đây. Đây là Hilux phiên bản Adventure. Xe này cũng có khách đặt rồi nha quý chị nha, đã lên những cái phụ kiện trang bị như là pin cách nhiệt nè,
về che mưa này, đó rất là nhiều món phụ kiện khác. Đó, cái giá thể thao này là có sẵn theo xe nha. Xe thì biển số trắng. Đây, xe này chuẩn bị đi đăng ký đăng kiểm lên em bên xe hạn chế quay nha. Khối động cơ này 2.8 lít 2 cầu, bản này Adventure nha quý vị. Full đồ chơi. Bản này mức giá là 999 triệu cho bản Hilux Adventure này. Còn phía bên ngoài này chúng ta còn có chiếc Yaris nữa này. Yaris bản máy xăng này là 650 triệu, còn bản Hybrid là 765 triệu dành cho chiếc Yaris này. Đó, màu cam nóc đen rất đẹp. Full công nghệ an toàn. An toàn Toyota CitySense cam 360. Nội thất phía bên trong thì bọc da hết. Đó. Nội thất rất là đẹp. 650 triệu. Đi đường ngoài đô thị có 5 lít 1 rồi. Kết hợp 5 lít 9. Vios. Vios này thì là phiên bản G cao cấp nha. Phiên bản G cao cấp. Màu này màu trắng ngọc trai quý chị. Trắng ngọc trai. Full ghế da. Đó. Ghế da đầy đủ hết ha. Màn hình lớn. Đó. Xe này thì các anh em trong đại lý đang làm lót sàn. Em cứ làm đi, em cứ làm bình thường đi. Đó, hôm nay em đại lý đang làm lót sàn chuẩn bị giao cho khách ha. Bây giờ bài giảng phim cách nhìn. Vios thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn sẽ có 3 phiên bản nha. Đó, 3 phiên bản E số sàn, phiên bản E CVT và phiên bản G cao cấp. Đó, bản này bản G cao cấp của gói an toàn Toyota CitySense này. Đây, Cross mới. Cross mới. Đó, bản này là bản máy xăng. Cũng đang được dán phim cách nhiệt tại đại lý. Đó. Cross bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 phiên bản thôi nha. Một là phiên bản máy xăng, hai là phiên bản hybrid. Bản này là bản máy xăng nha. Các anh em đang dán phim cách nhiệt cho xe. Nội thất xe đây. Nội thất thì chúng ta sẽ có 2 tông màu nha. Có thể lựa chọn màu đen hoặc là màu nâu đỏ tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đó. Xe thì đã được lót sàn da rồi và các anh em bên hãng phim thì đang làm phim. Phía sau đây thì còn chiếc Camry bản 2.5Q nữa này, màu đen nội thất kem. Rồi, xe này thì khóa cửa nha quý anh chị nha. Các anh em đang nhận phim. Rồi mình sẽ đi qua mé bên kia nha. Để xem thêm về các mẫu xe đang có tại kho xe Toyota Hùng Vương. Phía dưới đây chúng ta còn một chiếc Veloz này đang dán phim. Phim thì sẽ được dán chính hãng hết nha. Đều sẽ được bảo hành 10 năm. Innova phiên bản Hybrid màu trắng ngọc trai. Đây. Rất đẹp quý anh chị ha. Innova thì chắc em vẫn không cần phải giới thiệu thêm nữa. Xe thì vẫn sẽ về đều đều á, sẽ vẫn về đều lắm quý anh chị. Rồi xe khóa cửa rồi. Rồi phía trong đây thì chúng ta có một chiếc Fortuner phiên bản máy xăng. Nó một cầu nhập khẩu từ Indonesia và một bản bán tải Hilux số tự động một cầu. Chúng ta cùng đi qua mé bên kia nha. À, có cái này hay này quý chị. Đợt này Hilux về rất là nhiều và rất là nhiều khách hàng mua xe nha. Hiện tại bên em đang làm lắp thùng cho rất là nhiều khách hàng. Em tiện đây em sẽ giới thiệu cho quý chị luôn. Đây có hai chiếc Innova nữa này. Một là phiên bản máy xăng số tự động một cầu, số tự động ở phía sau máy xăng nha. Là chiếc màu bạc số rộng, cái này là màu trắng ngọc trai, phiên bản hybrid này. Phía trong kia có một chiếc máy xăng màu đồng ánh kim. Đây, quay sát này cho quý anh chị cùng coi. Đây là màu đồng ánh kim của Innova mới nha, bản máy xăng. Và đây là màu bạc. Đó. Vios, đây là Vios. Đó, Avanza này. Fortuner phiên bản máy xăng. Đây có chiếc Vios nữa. Vios này phiên bản E-Civic MT. Đó, MT mức giá 458 triệu. Đây là Fortuner máy xăng số tự động 2 cầu. Đó, bản này thì khỏe rồi, mạnh rồi, full đồ chơi luôn. Veloz bản tốt. Veloz bản tốt ha, cũng đầy đủ gói an toàn Toyota CitySense. Toyota Cross phiên bản hybrid. Đó, màu xám xanh, thích màu đen. Chiếc này động cơ hybrid nha quý chị nha. Form dáng mới, cũng vừa mới ra mắt đây thôi. Rồi, và bên đây thì hai ba chiếc bán tải nữa quý anh chị. Đó, toàn là xe mới hết nha. Đây là xe đều là phiên bản số tự động một cầu hết. Đó. Màu trắng, form dáng đẹp. Đây, bên em có một cái muốn giới thiệu với quý anh chị này. Đây là chiếc xe khách hàng đã mua rồi, chưa bấm số nha. Làm cái nắp thùng cao,
Đó, nắp thùng cao bên em làm này. Cái này làm trong hãng luôn nha quý chị nha, có đèn luôn, đèn này sáng được luôn nha quý chị. Đó, chúng ta cùng xem sơ qua về cái nắp thùng này một chút xíu nha. Nếu như không khóa, khóa rồi thì phải. À không khóa quý anh chị ơi. Đây, về độ hoàn thiện của nắp thùng này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cái ti đẩy hỗ trợ lên. Đó, ngoài ra bên trong này, trên này những cái vị trí này này, trần này là da hết nha quý anh chị nha. Trần này bên em hoàn thiện toàn bộ là da hết. Đó, có kính, kính phía sau luôn. Đó, phần trần có đèn luôn nha quý anh chị nha, đèn phía trong luôn. Đó, nắp thùng cao bên em rất là ok quý anh chị. Ron này, quý anh chị coi những cái phần ron này, làm rất chi tiết luôn, như hàng zin từ nhà máy. Đó, những cái bản lề này. Đó, cực đẹp luôn quý anh chị. Bên em hỗ trợ đăng ký đăng kiểm cải tạo lại cái phần này luôn nha. Và toàn bộ cái phần trên này đều được bọc da hết, da simili hết. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, bên đây có chiếc Hilux Adventure màu đen nữa này. Và Veloz Cross. Đó, Yaris Cross, Innova Cross, Fortuner. Khá là nhiều, Hilux nữa. Đây, bản này Adventure màu đen. Hiện tại Hilux về rất là nhiều và khách hàng đặt rất là nhiều nha quý vị nha. Đây, bản này bản Adventure này, màu đen, nhìn cứng xe kinh khủng. Đây, bản số tự động một cầu nữa. Đó, tự động một cầu. Bên đây có một chiếc này, khách hàng mua bản Hybrid. Đó, Innova Hybrid. Và đó là về một vòng tổng quan về các dòng xe đang có tại Toyota Hùng Vương, tại kho xe Toyota Hùng Vương. Và chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt giống như trong video em Vinh có nói. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng thêm những món quà tặng và phụ kiện hậu mãi về sau khi mua xe tại Toyota Hùng Vương nữa. Những quý chị nào mà đang quan tâm về mức giá của bất kỳ dòng xe nào mà em Vinh vừa quay, quý chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số online với hình ảnh hoặc kết bạn Zalo được tư vấn chi tiết nhất nha. Và dành những quý chị nào mà đang quan tâm về chương trình trả góp, hồ sơ thủ tục vay, đặc biệt là mẫu xe Veloz và Avanza, mức lãi suất 0% cụ thể như thế nào, thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số online với hình ảnh kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết nha. Và những quý chị nào muốn lái thử trải nghiệm này, hay là muốn lên trực tiếp showroom để được em Vinh tư vấn hỗ trợ, thì chúng ta hãy tới tại Toyota Hùng Vương nằm tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm thêm về các dòng xe, được tư vấn chi tiết khi chúng ta mua xe nha. Và những quý chị nào mà đang có nhu cầu thu cũ đổi mới, bán xe cũ thì hãy liên hệ cho em Vinh vào số hotline để được tư vấn hỗ trợ, mức giá cạnh tranh, thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng nha. Theo lại quý chị trong những video tiếp theo, đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe tỉnh nha. Xin cảm ơn.